Bạn Sơn chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Hôm nay Bạn Sơn sẽ giới thiệu với cả nhà mình 5 cách đơn giản để mình có thể phòng ngừa Covid hiệu quả nhất. Thì trước tiên là mình sẽ khẩu trang. Khẩu trang thì bắt buộc là phải có rồi ha. Thì nó có hai cách đeo khẩu trang. Một là mình có thể đeo trực tiếp như vậy lên. Thì cái gân cứng mình sẽ để trên lỗ mũi, để khi mà mình bóp lại nó sẽ ôm sát vào. Rồi, một cách thứ hai nữa đó thì em thấy ở nước ngoài á, các chuyên gia hướng dẫn là chúng ta có thể thắt hai cái đầu dây lại, mình rút lại để nó thể ôm sát hơn nữa. Một bên ha, rồi hai bên, rồi cái đầu nhọn chỗ này á thì mình sẽ cho nó ngược ra vô trong, ngược kiểu vô phía mặt của mình ha. Rồi cả nhà thấy ha, nó sẽ ôm rất là gọn luôn nè. Đây, cả nhà mình xem ha, mình bóp cái gai lại, nó sẽ ôm sát cái đường viền rất là nhiều. Hai cái đầu phía ngoài nè mình ảnh ngược ra vô bên trong. Rồi thì hiện giờ á, cả nhà mình ra ngoài thì phải đeo khẩu trang rồi ha, bắt buộc. Và cái tiếp theo á là mình khử khuẩn, thì có thể mình xịt khử khuẩn tay mình nè, xịt khử khuẩn tay trước khi mình làm việc với khách người ngoài hoặc sau khi làm việc. Và mình có thể dùng nước muối mình pha loãng ra, mình rửa sạch cái tay mình, rồi sau đó mình rửa lại bằng cái nước khô. Và khi mà mình giao dịch hàng hóa đó, mình cũng có thể xịt bằng cồn. Nếu mà mình tìm không được cồn thì mình có thể dùng nước muối để rửa, rồi sau đó mình rửa lại. Ví dụ giống như tiền, sau này thì bà con mình hay chuyển khoản, nhưng mà một số nơi mình vẫn phải dùng tiền mặt, thì mình có thể lấy một cái túi mình đựng riêng cái tiền lẻ mà tiền mình hay xài hàng ngày đó. Rồi mình sau khi một ngày cuối ngày về, sau khi mình rửa tay rồi, mình có thể cho cái tiền vào cái nước muối lọn, rồi mình để ráo khô. Thì cái cách này rất là hiệu quả và nhiều người làm ở nhà mình ha. Rồi cách thứ nhất là mình đeo khẩu trang nha. Cách thứ hai là mình khử khuẩn. Cách thứ ba là mình giữ khoảng cách và không tụ tập. Hiện giờ thì bà con mình rất là quan trọng cái vấn đề này, thì chưa có vaccine. Và nếu có vaccine thì có một số vaccine nó vẫn không bảo vệ mình 100% đâu, mà có thể là từ 6-90%. Nên bắt buộc chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách nha. Rồi cái thứ tư là mình sẽ tăng sức đề kháng của mình bằng cách nào? Thứ nhất là mình ăn uống điều độ, nghỉ ngơi, tâm lý thoải mái. Và cái thứ hai là mình có thể dùng thực phẩm bổ sung, đó là vitamin C và vitamin D3 ha. Vitamin C thì mình có thể ăn giống như cam nè, chanh, hoặc là mình có thể uống những viên vitamin C bổ sung. Rồi vitamin D3 thì mình có thể mình đi ở ngoài nắng, mình sưởi nắng nè, và mình có thể uống thực phẩm bổ sung. Với một số trường hợp như người lớn tuổi mà khó hấp thụ được, hoặc là mình hay ở những nơi mà không có nắng mà kính á, mình nên sử dụng thực phẩm bổ sung. Thì hiện giờ các chuyên gia bên Mỹ đó là chúng ta nên sử dụng vitamin C và vitamin D3 để tăng sức đề kháng, phòng ngừa bệnh. Như mà Sơn nói, cả nhà mình nhớ ăn uống, nghỉ ngơi và tâm lý thoải mái, để nếu mà chúng ta có lỡ mà bị dính Covid thì chúng ta sẽ lướt qua khá là dễ dàng ha. Và cái thứ năm là phòng ngừa cho những người có bệnh nền. Bệnh nền ở đây là gì? Có những người có nguy cơ triệu chứng bệnh nền bị huyết áp nè, tiểu đường nè, hoặc là bị suy thận và nhiều bệnh khác nữa. Thì những người này có tiền sử bệnh thì cơ thể rất là yếu, nên là khi nếu lỡ mà dính Covid thì sẽ rất là khó khăn. Tại mình sử dụng nhiều loại thuốc đó, nên là Hồ Sơn hướng dẫn cả nhà mình á, nhắc nhở cả nhà mình là phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Ví dụ giống như là kiểm tra mình có bị sốt hay không bằng nhiệt kế nè, nhiệt kế ngoại. Hoặc là một số nơi đông người mình có thể thấy đo để mình xem, mình kiểm tra. Và cái thứ hai là mình có thể đo huyết áp thường xuyên. Giống như người có triệu chứng huyết áp thì mình đừng có để huyết áp cao, mà cố gắng làm sao cho sức khỏe mình tốt nhất nha, tốt nhất có thể. Và trường hợp giống như bị đường huyết, bị tiểu đường, mình cũng cố gắng ăn uống làm sao cho đường huyết mình kiêng cữ, cho đường huyết mình nằm trong cái mức ổn định là tốt nhất ha. Và nhiều bệnh khác thì về cái sức khỏe mình phải chăm sóc cho kỹ, ăn uống nghỉ ngơi nha. Đó là nhiều cách thì bác Sơn chia sẻ cùng cả nhà mình, 5 cách rất là đơn giản ha. Rồi bác Sơn nhắc lại nè, thứ nhất là khẩu trang,
thứ hai là hưởng ứng, thứ ba là giữ khoảng cách, không tụ tập, thứ tư là tăng cường sức đề kháng bằng thực phẩm, nghỉ ngơi và bổ sung vitamin, và cái thứ năm là những người có triệu chứng bệnh nền thì mình nên giữ sức khỏe tốt nhất có thể và thường xuyên kiểm tra bằng các thiết bị máy móc giống như là huyết áp, đường huyết, nhiệt độ cơ thể. Rồi Hòa Sơn cảm ơn bà con mình rất là nhiều, hy vọng bà con mình sẽ có sức đề kháng tốt để phòng ngừa bệnh Covid và đẩy lùi nó. Là chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Có gì thắc mắc thì bà con có thể vào kênh Sức Khỏe 60 Giây để xem thêm, giống như về bệnh huyết áp, tiểu đường, cách sử dụng thiết bị y tế và những cái thực phẩm bổ sung, vitamin, hoặc là vào kênh sức website sứckhoe60giây.com nha, để mình xem những thực phẩm bổ sung để hỗ trợ cho bà con. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.